Xem tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2024 tốt không? Sinh được Quý Tử khúc khí cả đời. Sinh năm 2024 là tuổi Giáp Thìn, là người mệnh phú đăng hỏa. Họ sinh ra là những người sống nội tâm, không thích phô trương nhưng có lòng tự trọng cao. Họ luôn bị động trong các mối quan hệ nên thường không có bạn bè chí cốt. Nhưng khi thân thiết với họ, bạn sẽ thấy được sự nhiệt tình, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong khi đó, cha mẹ tuổi Kỷ Tỵ 1989 mệnh Mộc, đại Lâm Mộc. Tuổi Tỵ đại diện cho danh dự và công bằng, đại Lâm Mộc là mạng phú quý, lương thiện và khá tự tin, đôi khi quá ngông nghênh mà rước đại họa. Thời trẻ vất vả, chung vận có chút thành tựu, về cuối đời vô ưu vô lo, là người mang tấm lòng từ bi, có tín ngưỡng, dung mạo đoan trang, cuộc đời tất cả quý nhân tương trợ. Theo ngũ hành thì mộc sinh hỏa, cho nên mệnh của cha mẹ Kỷ Tỵ khá hợp với con Giáp Thìn. Thìn Tỵ gặp Bách Diệp tốt cho đường công danh, sẽ có nhiều cơ hội cho sự phát triển. Tuổi Kỷ Tỵ sinh con năm 2024 gặp được Bách Diệp là một thần sát tốt, cho nên công việc khá thuận lợi, gặp được nhiều may mắn. Người làm cha mẹ sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người mà gặp được thuận lợi cũng như may mắn thành công trong công việc. Sau khi sinh con vào năm 2024, công việc của cha mẹ Kỷ Tỵ sẽ bước vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội để đứng vững hơn trong công việc. Trong mệnh gặp được các thần nên sẽ khá ưu tiên. Đứa con sau này cũng có được vị trí thông minh và cuộc sống ổn định. Kỷ Tỵ năm này có tài hơn người, giỏi tùy cơ ứng biến. Nếu làm bên lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì lại càng gặp nhiều may mắn hơn. Sinh con dự báo tài chính của bạn khá tốt, gặp nhiều điều may mắn và công việc ổn định, có đồng vào đồng ra. Nhìn chung sau khi sinh em bé thì các cơ hội dẫn đến với bạn nhiều hơn. Điều này sẽ giúp cho Kỷ Tỵ kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình hơn. Tử vi dự báo tình hình tài chính của bạn nhờ việc sinh con mà sẽ tốt lên, công việc cũng có nhiều cơ hội mới. Đây là lúc để chúng ta có được những khoản tiền lớn hơn. Việc sinh con là đi kèm với nhiều thử thách và trách nhiệm. Kiếm tiền chính là để giúp cho cuộc sống của bạn tốt lên, cho nên chúng ta cần phải nỗ lực hết mình, chăm chỉ giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Sinh con năm 2024 là sẽ có thượng quan trong cung mạng, ảnh hưởng tới chuyện tình cảm gia đình. Thương quan tọa nên tình cảm gia đình có nhiều phấn khởi. Nó khiến tuổi Kỷ Tỵ dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn hơn. Bạn dám hy sinh cho nửa kia và con cái, biết nói ra suy nghĩ của mình cùng mọi người trong gia đình giải quyết khúc mắc. Một khi bạn có gia đình thì sẽ không ngừng thể hiện sự quan tâm cũng như hy sinh vì người ấy. Bạn quan tâm đến người kia còn hơn cả quan tâm đến chính mình. Có đôi lúc vì gia đình bạn còn vứt bỏ cả luân thường đạo lý, thậm chí phải đánh đổi nhiều thứ bạn cũng nguyện chiều chuộng đứa con của mình. Tinh thần này xứng đáng để tán dương, nhưng điều gì quá cũng đều không đúng, đặc biệt là nữ mạng. Tử vi khuyên Kỷ Tỵ không nên quá nuông chiều con cái và mọi người trong nhà. Theo dự báo, tình hình sức khỏe của Kỷ Tỵ sinh con năm 2024 là khá tốt. Bạn có khả năng và năng lực tài chính để chi trả và các vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả việc chi trả tiền bạc để có một sức khỏe tốt hơn. Sau khi sinh con, bạn có thể dành nhiều thời gian tập thể dục, rèn luyện cơ thể, ăn uống dinh dưỡng hơn, nhưng chú ý cân bằng lượng chất béo có trong mỗi khẩu phần ăn để kiểm soát được cân nặng của mình. Năm 2024 là một năm khá tốt đối với sức khỏe của Kỷ Tỵ. Bạn có thể lên kế hoạch sinh con và chăm sóc bản thân, coi như sinh con là một kỳ nghỉ đối với chính mình. Sau đó có được năng lượng tốt nhất để quay trở lại công việc. Con chính là vận may của mọi người.
Bậc làm cha mẹ điều hạnh phúc nhất thế gian, con cái là lộc trời ban, nên khi có bé hãy trân trọng điều đó nhé. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích được các mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại.